Với tầm tài chính khoảng hơn 4 tỷ mà khách hàng đang muốn tìm cho mình một căn nhà có bề ngang lên đến 5 mét và nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Thì buổi chiều ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến đang có mặt tại trục đường nhánh Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại quốc lộ 1A để giới thiệu với khách hàng một căn nhà phố được anh chị nhà thiết kế tặng kèm full một số nội thất bên trong. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 12m và được các nhà xây dựng hết đất và được đúc kiên cố một trệt và ba lầu, cũng như là phía bên trên mình sẽ có sân thượng. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 6 phòng ngủ chính và 8 nhà vệ sinh, cũng như là phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông bắc với cho hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và đặc biệt căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm một sẹt, một con hẻm rộng lên đến 8m, xe hơi xe tải là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình cũng là quay đầu ở phía trước căn nhà rất là thuận tiện. Và phía ngoài là trục đường chính. Và căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô và đây là hai dãy nhà ốp lại với nhau và phía cuối là con đường là công viên. Và chỉ với giá hơn 4 tỷ thì khách hàng đang xem video và cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem một căn nhà được thiết kế có tới 6 phòng ngủ để thuận tiện với nhà hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như là mua đầu tư cho thuê với số phòng lên đến 6 phòng và 8 nhà vệ sinh. Thì căn nhà mình được anh chị thiết kế với hai lớp cửa, phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa cuốn, kế tiếp mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa được anh chị thiết kế bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực không gian phòng khách với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính và cũng đã được anh chị sắm sẵn cho mình có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi và hai bên tường cũng được ốp gạch đá cao lên khoảng hơn 1m và có cho mình những bức tranh đang rất là đẹp. Và căn nhà mình có tới 6 phòng như nên quý khách hàng có thể vừa mua để ở, mua đầu tư và cho thuê thì được rất là nhiều phòng. Và nếu gia đình có nhu cầu để xe hơi vào bên trong thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt để mình để xe hơi, thì mình sẽ di chuyển phòng khách lên lầu 1 của căn nhà, phòng ngủ phía trước của căn nhà cũng rất là thuận tiện. Căn nhà mình có tới 6 phòng. Và di chuyển ra khu vực phía bên trong một chút là khu vực cầu thang căn nhà. Với cầu thang căn nhà mình thì tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và lan can được làm bằng kính cường lực cũng như là mặt đá hoa cương với hai tông màu đen và màu trắng. Và di chuyển ra khu vực bên trong sẽ là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 6 ghế được anh chị sắm sẵn để tặng kèm. Và mình có tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường rất là bền và rất là đẹp. Di chuyển đến khu vực phía sau, mình sẽ đến với lại khoảng không gian khiến trời để lấy gió và ánh sáng vào bên trong. Và một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực ở dưới tầng trệt. Khu vực không gian, phòng khách, phòng bếp của căn nhà. Và với căn nhà này thì đã qua sử dụng được một thời gian rồi. Cho nên là quý hàng đang muốn tìm cho mình một căn nhà nằm trên một con hẻm một sẹt để thuận tiện vừa mua để ở, mở phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán hàng online. Thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem một căn nhà nằm trên một con hẻm một sẹt và chỉ cách đường trục chính tầm gỡ khoảng độ 30m thôi. Và quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà có bề ngang đến 5m và chiều dài căn nhà mình lên đến 12m và được anh chị thiết kế tới một trệt, ba lầu và sân thượng. Cũng như là tổng cộng mình sẽ có tới 6 phòng ngủ chính và 8 nhà vệ sinh, như là phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước cũng như là sân thượng phía sau. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong để khám phá không gian hai phòng ngủ ở lầu 1 của căn nhà. Với phòng ngủ căn nhà mình thì được anh chị thiết kế cầu thang cũng như là nhà vệ sinh nằm đối diện với cầu thang. Cho nên là mình sẽ có một cái phòng ngủ khá là rộng và được anh chị thiết kế full nội thất bên trong. Một số nội thất sẽ được anh chị để lại cũng như là tặng lại hết quý hàng. Và chỉ với giá 4 tỷ 950 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang có bề ngang lên đến 5m và chiều dài căn nhà mình lên đến 12m. Và được anh chị xây dựng hết đất và được đúc kiên cố tới một trệt, ba lầu và sân thượng.
Di chuyển ra khu vực phía sau, mình sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Với phòng ngủ này thì mình cũng có cửa sổ mở ra phía sau, cửa sổ mở ra giếng trời lấy gió và ánh sáng vào bên trong. Và mình sẽ có 6 phòng được thiết kế giống nhau, đều đã đi sẵn hệ thống máy lạnh, nhà vệ sinh riêng và đã được anh chị full nội thất 2 phòng. Còn 4 phòng phía trên anh chị đang để trống. Và với căn nhà này nằm trong con hẻm một xẹt và là một cái vị trí gần với lại chợ và trường học cũng như là nhà thờ, thì thuận tiện đến nhà mua ở, mua đầu tư và cho thuê. Căn nhà này rất là hợp lý và vị trí này thì rất là đẹp, cho nên là quý hàng có thể vừa kinh doanh thêm tại nhà. Với căn nhà được thiết kế có tới 6 phòng. Và đây là không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4, lầu 2 căn nhà. Và chỉ với giá hơn 4 tỷ thì quý hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Đức Hoàng đi xem. Một căn nhà đang hướng chính là hướng Đông Bắc với cho hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và là căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá. Với giá bây giờ hiện tại thì chỉ có 4 tỷ 950 triệu đồng còn thương lượng. Để quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà có tới 6 phòng ngủ chính và tới 8 nhà vệ sinh. Và nằm trên con hẻm một xẹt của trục đường nhánh đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cách quận Gò Vấp tầm cỡ khoảng độ 3 đến 500 mét thôi. Với căn nhà nằm ngay quốc lộ 1A cũng như là cuối đường Thống Nhất. Và mình vừa trải qua khu vực không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 3 của căn nhà, phòng ngủ số 5 và phòng ngủ số 6. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 5 của căn nhà. Với phòng ngủ này thì phía trước này anh chị thiết kế nhà vệ sinh, anh chị đưa ra phòng ngủ phía sau để mình có thể là sử dụng cái phòng ngủ phía trước đó, mình cũng có thể làm phòng thờ hoặc là phòng sinh hoạt chung của gia đình, phòng karaoke, rất là thuận tiện. Đây là không gian phòng ngủ số 6 của căn nhà. Với căn nhà được thiết kế có tới 6 phòng và phía bên trên thì có thêm phòng thờ, phòng giặt và phòng thưởng thức sau. Và chỉ với giá 4 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng để quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà vừa mua để ở, vừa mua để đầu tư cho thuê. Và nếu khách hàng có cái khoản tiền tầm hơn 4 tỷ thì quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình ở một căn nhà này để cho thuê. Và đây là khu vực phía trước của căn nhà. Phía bên ngoài là trục đường chính để dẫn vào căn nhà của mình. Căn nhà mình nằm trong hẻm một xẹt và nằm gần với lại chung cư thuộc đường nhánh của đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cái khu chung cư rất là VIP của quận 12. Và đây là khu vực sân sau căn nhà. Khoảng sân này thì quý khách hàng có thể là ra lên vui chơi, hóng mát và trồng cây phía bên trên này, rất là thuận tiện. Và chỉ với giá hơn 4 tỷ thì quý khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình. Để nhà đất liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng những video tiếp theo.